Kính thưa quý vị, một người phụ nữ được cứu trợ sau khi nằm treo lủng lẳng trên một chiếc cầu xe lửa, tin từ Fort Lauderdale. Một người phụ nữ bị một trận hoảng sợ nhất đời của bà khi chiếc cầu xe lửa đang đi bộ bất thình lình mở đứng lên, để lại bà phải nằm treo lủng lẳng trên chiếc cầu. Lính cứu hỏa đã có thể kịp thời đến cứu hộ người phụ nữ 55 tuổi trong ngày 12 tháng 10. Ngoài sự hoảng sợ ra, nạn nhân đã không bị thương. Người phụ nữ đang đi bộ trên chiếc cầu đường rầy xe lửa New River tại Fort Lauderdale khi nó bắt đầu mở dựng đứng lên. Nhân chứng gọi số 911 báo cáo người phụ nữ đang cố gắng nắm lấy chiếc cầu trong lúc bị treo lủng lẳng cao 22 feet. Dùng cầu thang máy cao 24 feet, lính cứu hỏa đã kịp thời cứu hộ người phụ nữ trong lúc các nhân chứng vỗ tay hoan nghênh. Người phụ nữ ăn mặc toàn màu hồng đã nói với nhà chức trách rằng trong sáng của ngày, bà vừa mới tham gia cuộc đi bộ ủng hộ nhận thức về bệnh ung thư vú. Hiện nay vẫn không rõ ràng nguyên nhân gì mà người phụ nữ đã đi bộ trên chiếc cầu vì người đi bộ không được phép đi trên chiếc cầu này.